sáng ngay này có thể nhiều gì không có. Không, em không nghe, em không nghe có. À các tiên kiều, nếu em không vậy thì anh Mã Phu này sẽ chịu thêm kiên khiếp nhất. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tâm lưu này thì xin tiểu thơ hãy về lại giới quê nhiều.
Chiều mai cho bóng nhiên lo sợ đánh mất một cái gì.